Có mặt tại buổi khám sáng ngày 3 tháng 3, hàng trăm bệnh nhân và người nhà đã được tiếp đón từ sớm. Nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí nhiều lần tại đây. Cái xương hàm thì là năm 2015 là em cho cháu lên khám ở tại bệnh viện thì bọn em mới phát hiện ra. Chứ còn trước đó bọn em không hề biết mà chỉ là nhìn cái hình hài của cháu bên ngoài thì thấy là cái tai của cháu nó có bị một cái cục thịt thôi ạ. Các trường hợp dị tật tai vùng đầu mặt, dị tật tay chân và dị tật vùng bụng ngực sẽ được các bác sĩ trực tiếp thăm khám. Nếu đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được điều kiện sức khỏe sẽ tiến hành phẫu thuật. Đây là cơ hội giúp các em nhỏ bất hạnh hoàn thiện khiếm khuyết của tạo hóa, giúp thắp lên ánh sáng niềm tin trong tâm hồn con trẻ. Chương trình ưu tiên cho các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh. Chúng tôi đã đồng hành cùng các bác sĩ Việt Nam trong nhiều năm nay. Đoàn chúng tôi có tất cả 12 người sang để hỗ trợ các bác sĩ với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trẻ có những dị tật mà cần phải phẫu thuật nhiều lần. Với một quá trình dài nhiều năm, các em khỏe được hỗ trợ để có được một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia y tế sẽ tiến hành khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho gần 100 trường hợp dị tật bẩm sinh đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện sức khỏe làm giải phẫu. Sau đó, bệnh nhi sẽ tiếp tục được chăm sóc hồi sức hậu phẫu từ 1 đến 2 tháng, tùy theo mức độ của bệnh.